Tôi là Nguyễn Thủy Bắc, ở thôn Trinh, thôn Phú Trinh, xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Là Trần Thị Thinh, năm nay 81 tuổi. Không nhớ ngày giường, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch. Mẹ tôi có đứng lên nhìn màn, vắt màn bị ngã xuống. Ngã xuống thì là có cũng đi chụp chiếu ở các trên Chiêm Hóa, nhưng không ra bệnh gì. Sau một tuần thì về dưới được người ta giới thiệu về phương Bắc này, thì là về dưới phương Bắc này thì chụp chiếu ra bệnh, thì là mẹ tôi bị ảnh hưởng cuộc sống, ảnh hưởng đốt cuộc sống. Thì các bác sĩ có mổ và bơm xi măng sinh học, thì sau 3 ngày thì mẹ tôi đã hồi phục và đã đi lại được. Còn khi điều trị ở bệnh viện phương Bắc này thì tôi rất cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện phương Bắc này là rất nhiệt tình, chu đáo với bệnh nhân, nhẹ nhàng. Tuyệt vời nha. Đây, già 81 tuổi đó. Đi về đây này. Bác sĩ ở phương Bắc này.